đầu luôn á. Đó, cái bờ kìa. Đó. Đó chụp xuống nè. Đó bờ lên. Rồi, bắt nó lên. Đâu các bạn. Đó, chạy nhanh liền phải không? Mày nghĩ sao tác nhì là chạy gì nè các bạn? Rồi, xin chào các bạn nha. Đây là hai con máy cày bự lắm. Đang xới các bạn, tắt này lúng. Đang ve xới vào trong lúng các bạn. Ghiêng ghiêng máy luôn ghê lắm. Đó, ghê chưa. Cày này bự lắm các bạn. Không biết máy cày gì đó, lại gần gần coi thôi. Máy này bự lắm. Đó, đúng ghê chưa. Này có cầu một con ơi. Tiếp tục nè các bạn, vô số lớn rồi đó, đó cái đầu lớn chưa, máy nó nổ gắt, gắt 640 các bạn, trời trời khói đen luôn, ghê. 60 các bạn. Bự quá, bự quá, bự. Đây giá 60 các bạn. Này xới cái này đắt nhất rồi, đắt cái này nó hơi lúng các bạn. Cái hai con này còn con bên kia đó. Một giá 60 các bạn thấy không? Chỉ 60 giờ. Bị ăn 640 đó, có đen luôn, đen chỉnh chỉnh luôn. Cái hơi này nó hơi lúng các bạn ơi, anh ve lại tiếp tục. Ôi trời, nó vô nó lúng rồi, như máy rồi. Tiếp tục máy hơi đã các bạn. Mình thấy cái máy này to luôn, ra có đèn tắt máy luôn các bạn. Rồi rồi có đèn rồi. Tắt máy luôn các bạn ơi. Ở đây có con nữa các bạn. Rồi. Nè. Con đầu có đèn rồi, nó bươn kìa. Ghê không? Đó, ngắm ngắm cái đầu luôn ghê, giờ ghê giờ đó. Hay à. Ồ, bươn rồi ghê các bạn. Này máy gì đâu á, máy này mạnh lắm, máy này mà máy từ xưa mà nó mạnh lắm nha. Con này là PX 6000 các bạn, 600. Máy này nhỏ hơn con kia là 40. Mình biết vậy thôi chứ không biết gì hết. Quay các bạn coi nó xới thôi. Đó. Con này là con 6600, giá 600. Trời ơi, con máy này nó chạy cái hơi nó không đã mà con máy kia các bạn ơi, con máy kia nãy lên khói đen thỉnh thỉnh. Ghê không? Con máy này nó nhưng mà nó không có đã. Đó. Con máy kia chạy xa lắm các bạn. Ồ, cái khói đen à. Ồ, cái khói đen rồi. Ồ, bà ấy chạy chưa? Chạy cũng giọt lắm nha. Ồ, nó phục xuống đâu kìa, nó. Nè, nè, khói đen kìa, ghê không? Quá dữ. Cái đó cái lúng lỗ cái gì đâu mà nó sụp xuống nhau thấy ghê các bạn. À, đây là hai con đang chạy chung các bạn ơi. Đó, đây là con ở bên tay phải của mình đó, hiện là con 600.
còn còn con bên tay trái của mình là cặp bờ kinh này là con 640, cổ đúng các bạn. Mình coi con 60 đi. Này bự hơn, nó chạy cặp cặp ra cái bờ nè các bạn. Rồi chạy số rồi chơi tiếp các bạn ơi. Rồi cái bánh đậu nó gần ghê không? Đó, chìm chìm muốn lúc cái bánh đậu luôn á. Đó, nó bơm kìa. Đó. Rồi trời 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 trời. Rồi nè con này nhỏ nè. Nè con máy cài cổ nè các bạn. Hai máy cài cổ này nó chạy trăm ghi à. Tại mà nó bự nha, mà nó đắt hơi lúng rồi, chạy chứ nó chạy nhanh lắm. Vì sao mà tại nó hơi lúng á rồi nó chạy chậm đó các bạn. Đúng lắm các bạn. Hai con này đi chung á, đi riêng không dám chạy mấy đất này luôn. Lỗ hang không à. Nói các bạn thấy không? Ghê lắm, hai mấy đất này nó lúng ghê. Hai tài này hiền, hai tài cặp tài dữ dữ ha, và chạy miếng đất này coi đã luôn. Hai tài này hơi hiền các bạn ơi, chị lại coi không đã gì mấy. Nó sẽ sẵn xịt xuống lỗ nè, nó bự nè, bỏ gơ rồi nhóc nhóc cái đầu luôn thấy không? Nó dữ dữ lắm. Hai con đang chạy chung các bạn, 600 và 640. Đây là phía đó, hai con đang chạy chung các bạn, gấp 600 và 640. Đó, nó là chạy chung rồi đó. Con siêu giác 60 nó chạy chậm hơn 600 đó. Cái thuốc rồi cái mình lấy đơn hàng rồi mình có dám gần qua cái lỗ đó nha. Thuốc cái gì các bạn ơi, ngồi chơi qua cái lỗ đó các bạn coi. Mày qua mày bự rồi qua được, thôi nhỏ qua không được sao không à, qua nè đó, nó nguy gan các bạn, qua cũng bị lúng cái lỗ đó rồi. Quá lỗ nhỏ nhỏ này đâu có nhầm nhò gì. Quá này mini. Này đi thôi các bạn. Quá này đâu rồi. Rồi đây nó có gì cái mình quay mình cầm nó đi hỏi. Dơm á, cái mình quay không được, không gặp ảnh. Đó, ngoái này nè, ngoái này bự hơn ngoái kia nha các bạn. Còn dài đường đó là xong cái đất này các bạn ơi. Hai con này là hai con máy khủng à. Ở đây là con hai con này khủng này đó. Chưa con nào bự đâu. Con này cũng làm gì trời. Đó không, chạy dung cái máy kia ra. Né lỗ lầy không làm gì các bạn ơi.
biết mà không làm gì luôn. Giờ này mới qua lại. Đó, mẹ không chạy làm gì nè các bạn. Không chơi vô đổ lại luôn hay gì. Không chờ lại bạn ơi, cả lúc không chờ lại. Con này lên đất trứng thì nhanh lắm nha các bạn, tại đất này lúng. Đúng là 2 anh chạy trăm ghi à. Có rẻ là con 600 này nó hơi mới, con 640 đó các bạn. Nó giải rồi nè, sợ bụi bay vô. À, có lẽ nó hơi dữ không? 600 tao vườn qua luôn chứ sợ ra nó vườn nó các bạn. Ngóc đầu cũng vắng vườn như thường. Có lỗ mini này mà nhanh ngồi đi. Nè coi anh này qua được không nè. Qua được mới hay chứ bự hơn rồi mày qua không được nó chết luôn rồi. Nè không dám qua vậy các bạn. Không qua như thường thôi chứ gì đó không qua. Đó dưới hẹp. Đó không, có hai con này chạy đã các bạn nhìn xem đã. Này chục đó, cái này chục đó, chút chục nữa các bạn. Chắc chừa ba lỗ này ra chứ dễ dám chạy hết. Hoa con này trông gần rồi các bạn ơi. Quá đã nói. Anh vườn có lỗi các bạn coi nè. Đó, đó. Rồi giờ. Nó ngán gì đâu. Lên bờ xuống ruộng luôn á. Rồi chạy nhanh luôn các bạn. Đó, chạy nhanh liền phải không? Mày như cái tất nhiên là chạy gì nè các bạn. Tất nhiên là chạy gì đó. Đó là tính thôi với tới gì đó. Máy nếu chơi sới mà đắt cứng là sới gì nữa các bạn, chạy ghê chưa? Cũng không. Máy chạy nó cũng gì các bạn. Còn biết ông này không làm gì trên này không? Bộ đồ trên này rồi các bạn ơi. Rồi ổng đâu ổng đây rồi nè. Né đừng lúng cái gì các bạn. Con này ổng chạy nhanh không biết chạy sao á. Rồi, tối rồi. Chạy sới gì nhanh các bạn. Rồi chạy con này chạy cũng vừa thôi chứ pha không nhanh vừa gì mấy các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ like subscribe cái kênh để ủng hộ mình nha các bạn.